Rồi, xin chào tất cả anh em, lại chúc anh em một buổi tối thật nhiều niềm vui và một đêm thưởng thức âm nhạc thật là tuyệt vời. Thì trở lại với clip hôm nay thì Khôi lại về được một con âm ly đến từ hãng Sony, rất độc đáo. Thì cũng đã bán qua vài con rồi nhưng mà nhiều anh em rất là thích và quan tâm rất là nhiều. Có nhiều anh em muốn gửi tiền trước nhưng mà Khôi không có dám nhận, tại vì mình không biết được là lúc nào hàng về. Nên hôm nay Khôi cũng không có nhớ hết là bây giờ anh em nào đang dành nữa. Anh em thông cảm nha. Thì hôm nay Khôi lại quay clip và Khôi đăng trực tiếp lên trên YouTube cũng như lên các cái kênh mua bán. Thì anh em nào có duyên và anh em nào đang quan tâm thì ủng hộ cho Lê Khoa Audio. Rồi, Khôi xin giới thiệu lại sơ để anh em biết, là những anh em lần đầu xem. Đây là Sony model 160. Con này thì có IMFM receiver nha. Rồi, thì con này là dòng âm ly công suất nhỏ. Nhỏ nhất, được gọi là nhỏ nhất rồi. Công suất chỉ đạt 30W một kênh thôi nha. Thì phù hợp với việc anh em đánh loa cổ, đánh đèn, đánh đồng trục tần giải, nó là một con thay thế cho đèn nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em cùng xem chất âm, xem cái phần nội thất bên trong nha. Đây là dòng biến thế đảo pha xuất âm anh em ha, xuất tụ này, đầu tiên là xuất tụ, thứ hai nữa là đảo pha xuất âm. Đặc biệt là cái tụ này rất là đặc biệt, sử dụng của hãng Marcom, một trong những thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất về tụ. Thứ hai nữa là sử dụng biến thế đảo pha xuất âm và bốn con sò sò nhé ha, sò sắc nhé nha. Ngoài ra thì sử dụng rất là nhiều cái linh kiện rất là cao cấp nha. Thì con này phù hợp. Còn một cái nữa là tăng phô vàng nha, tăng phô vàng. Còn một cái nữa là con này đánh với đồng trục toàn giải rất là hay. Theo Khôi đánh giá là hay hay hơn trong tầm tiềm nha. Thì cái con này đây nè, cái hình thức thì bây giờ Khôi quay rõ ha, thì anh em vui lòng là xem kỹ giúp Khôi để khi mua về thì mình nhiều lúc anh em không xem kỹ rồi đến lúc mua về rồi lại phần là chế xấu đẹp. Con này thì chưa vệ sinh luôn anh em nha, ruột gan nó là như vậy. Rồi thì nó cũng có đầy đủ các chức năng. Và còn một điều em lưu ý là con này nó sử dụng cái dắt của giống như loa KLH nha. Anh em về chế cái này, chế cái này Khôi lấy một cái đầu dắt AV được Khôi hàn vào thôi. Có vậy thôi, sử dụng điện 100V. Đây là cái vỏ gỗ, thì cái năm vỏ gỗ này zin anh em, zin nha, chưa qua sửa chữa luôn. Rồi, ok. Thì đó là các cái phần giới thiệu. Thì cái con này có cái giá cũng rất là hợp lý nha. Thì cái con này anh em lấy thì Khôi bán cho anh em 4 triệu, 4 triệu nha. Giá rất là hợp lý. Bây giờ thì anh em nghe thử chất âm. Đầu tiên là Khôi sẽ test một ca khúc về nhạc nhạc 75 đi ha, nhạc lăng văn. Sau đó thì sẽ test thêm nhạc bolero cũng như hay là hòa tấu để anh em nghe thử. Rồi, giờ anh em cùng nghe. Đây, chưa mở nguồn. Ô, mở rồi. Sorry anh em. Đúng rồi. Này, chép rất là bén này. Mình đang nghe nhạc rè nên là bass nó không có lớn nha. Và nghe cái độ mộc nhiều hơn. Tiếng rất là hay anh em nha.
đây cái bò gỗ này nè, bò gỗ ha, còn rất đẹp. Này ba lăng nè, hết rồi anh em nha. Kép rất là bén ha. Rồi, bây giờ Khôi test thêm một cái ca khúc nữa nha, để tiết kiệm thời gian. Rồi bây giờ thì chuyển sang một ca khúc khác ha, một cái đĩa khác ở Thanh Tuyền đi ha, để anh em con này là chưa vệ sinh luôn anh em nhé, chưa vệ sinh luôn. Ok, bây giờ thì Khôi sẽ chuyển sang cái phần radio để anh em xem nhé. Đây. Rồi. Ủa, có nhạc luôn rồi nè. Trong lúc 3, 4, mình đang nghe lời. FM này nè, FM. Dùng lễ nói, ơ hay, có tấm xa xa. Ồ, bác được nhiều đài nè nè. Còn nhỏ quá thì mình trong như thế nào? Mình gửi nhà trả là như thế nào?
nghe đêm khuya cũng hay anh em ơi. À. Rồi giờ chuyển sang hai em này. Đây em thì anh em chuyển về trên này nha. Có đài này. Cán bộ mà khi giao việc bắt được nhiều đài á, quá trời đài luôn. Hiểu trong bài học về kiểm soát này, mặc dù chúng ta không thể phủ nhận rằng nếu thiết kế một hệ thống kiểm soát đúng đắn. Rồi cuối cùng là kết luận là con Omri này zin từ A tới Z và hoạt động hoàn hảo nha, giá bán là 4 triệu đồng. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Đây cái vỏ còn rất là đẹp. Đây này. Đó, quay luôn ha. Rồi anh em có thể chốt hàng ngay trong đêm và ngày mai trời sáng thì mình sẽ giao việc. Xin chào và hẹn gặp lại.